nói với các bạn chuyện này, con đó thì còn rất là nhỏ. Thế là cái con chó Bùi Kim Oanh, nó chính là cái con chó này này, trong cái sổ khẩu này này. Đây này, đây là con trai của tớ mà nó còn đi nó lừa đảo cả gia đình nhà tớ về sao đỏ, nó về nó lừa cả bố tớ ngủ với cả bố tớ với cả nhà tớ với cả anh trai tớ. Còn con của tớ bây giờ nó còn định lừa cả con tớ, nó giật cả con tớ. Nhà bố tớ thì nó không lừa được, nó giả vờ nên làm ca ve để nó vào nhà tớ để nó lợi dụng này. Đây là con tớ này. Đây là con già đấy là nó một kiếp năm sinh năm 27 tháng 11 năm 1995, còn một kiếp là nó là Nguyễn Thị Lầm này này. Đấy. Là nó sinh đây này. Nguyễn Thị Lầm này các bạn nhìn thấy chưa? Nó sinh năm 1930 mà trong cái sổ khẩu này 1930 nó là sinh ngày đây các bạn, xin Nguyễn Thị Lầm 1930 là nó trên mạng nó giả vờ nó là bà ngoại của tớ đấy, mọi người ra xem. Sinh năm 1930, nó là ngày 17 tháng 2, nó ngày xưa nó đánh tớ có cái sẹo đầu này, cái sẹo trên đầu nó được úp sọt đánh cái sẹo đầu tớ, xong đó nó giật mất cái giấy tờ của tớ là ngày 17 tháng 1 là cái Võ Tắc Thiên cái màu đen đấy, giật tớ sợ lấy cái quyền nhân quyền của tớ cái ngày 17 tháng 2 đấy, là nó giật chồng tớ một kiếp. Thế bây giờ cái ngày chủ hậu cái sổ khẩu này ngày xưa là Bùi Văn Tiệm, thế bây giờ ông đi mất rồi, ông đi 1930 ông đi mất rồi, bây giờ con già là đéo có chồng, bây giờ nó biến thành trẻ con, nó đi nó ngủ với cả tất cả gia đình của tớ, chồng tớ với con tớ nó cũng đi nó ngủ, nó giật chồng tớ. Thế là hôm trước cái bộ công an nó ra là xem, ngày xưa tớ đã định đánh nó rồi, xong nó giả vờ nó cầm cái sổ khẩu này để nó lừa tớ về quê. Hôm trước nó lừa úp sọc bẻ răng đây này, xong là nó nhập hộ khẩu đây là tớ, đây giấy tờ của tớ là Đoàn Thứ Hà này, là ngày 17 tháng 11 năm 1986 đấy mọi người xem. Còn nhưng mà là ghi là cháu nhá, đấy nó lừa nó giật chồng tới kiếp trước đấy, xong bây giờ ông đi mất rồi, còn bây giờ kiếp này nữa này. Đây là con của tớ là Đoàn Thiên Hoàng Peter thì nó là Chắt, thì nó lại sửa ghi thành cháu tớ vừa mới lên công an và sửa lại thành Chắt, nó lừa con tớ về này nè, bây giờ nó lừa để giật chồng của tớ, giật cả con tớ nữa. Sau hôm qua đấy, trên đường về đi đến cái chỗ đường 62 ở chỗ đoạn ra Lộc Hải Dương đấy, thì nó còn tớ trên đường tớ mang giả cái quyển sổ khẩu này về bộ công an, đã ra quyết định là hủy sổ khẩu đi không dùng nữa, để nó không có bằng chứng nào để nó đi về nhà tớ để lừa, sau này dùng mỗi cái thẻ căn cước của tớ với con tớ thôi, thì nó không được nào vào nhà tớ để lừa tiền bạc cái nhà cửa của mẹ con tớ nữa. Thế trên đường mang sổ khẩu này về thì đi đến cái đường 62 ấy, thì là tớ đã nhập vào công an trở về đường 62, tớ dừng lại vì cái taxi đấy tớ muốn đổ xe. Thế tớ xuống taxi thì là nó xu người ra úp sọt định đâm chết tớ ở cái đường 62 ở gian Lộc Tứ Hải Dương. Tất cả mọi người dân thành phố Hải Dương là biết ca sĩ Bella mà đi hát là tất cả Hải Dương, mà mọi người về đến Hải Dương bị người ta đi ra dọa cầm dao dọa đâm chết mẹ con tớ. Tất cả mọi người cũng phim cái ngày đêm hôm qua và lên trên mạng đấy. Tớ mong tất cả mọi người biết này, những cái đứa nào hành vi đâm chết tớ sau này, những người dân ra đường tớ mà có đâm chết ai đấy thì đừng có mà công an đừng có mà bắt giả vờ ra thế này khi để bắt mẹ con tớ. Đây tớ không làm gì, tớ đang đứng ngoài đường bắt xe nó ra, nó quay phim mẹ tớ con tớ không cho quay, nó ra nó vào đâm dầm dao đâm mẹ con tớ, may mà con bao nhiêu người dân đi qua chứ không nó đã úp sọt đâm mẹ con tớ. Hai cái thằng đấy nó còn đi xe không biển nó nay mà con phò đi đâu đấy. Thế là nó là chính là con già này nó biến thành nó trên đường tớ giả sổ khẩu này, tớ giả để nó chặn cái đường nó không thể vào nhà tớ được. Bây giờ tớ sẽ hủy cái sổ khẩu này đi, không dùng sổ khẩu này nữa, sau này dùng thẻ căn cước để cho nó đỡ vào nhà tớ. Nó cứ nợ dụng hôm nay trên đường tớ mang sổ khẩu về giả nó cho người ta đâm chết tớ trên đường về dưới quê đấy, đất thì không phải là của nó nhưng mà nó cho người ám sát mẹ con tớ bao nhiêu lần rồi. Sau này sổ khẩu này sẽ hủy đi để cho con điếm nó không thể vào nhà tớ để úp sọt nửa mẹ con tớ nữa. Và thằng con này tớ con Peter này ta nói này, sau này mày lớn này mày biết đấy là con điếm già, xong nó còn về nó lừa ngủ cả các mấy con trai với cả gia đình nhà tớ để nó giật chồng, xong nó phá hoại giết con nhà tớ. Tớ không hiểu sao con điếm già này bao nhiêu kiếp mà đi giật chồng của tớ, mọi người xem như nào để nghiên cứu giúp tớ. Nó cũng sắp chết rồi nhưng mà đừng làm trò hại người nữa, hay trước khi chết nó cho người ta chết cùng mày chết thì tớ bố cũng đéo chết đâu mà no. Sổ khẩu này sẽ bị hủy.